Ngày hè nghĩ đến những chuyến lên rừng xuống biển, nhiều nàng sẽ liên tưởng ngay đến giáp kẹp và nón rộng vành làm bạn đồng hành. Hình ảnh cô gái trong trang phục đầm hoa, nón rộng vành, giáp kẹp đầy nữ tính, quyến rũ, an nhiên tự tại. Nón rộng vành cùng giáp kẹp có thể xem là hai món phụ kiện thời trang thoải mái, phóng khoáng và ưu ái nhất dành riêng cho các cô nàng mùa hè. Và các bạn có thấy những đôi dép kẹp ở đây dễ thương và đáng yêu hay không ạ? Riêng Thanh Phương và bạn của Phương đây là bạn Diệu Minh đang rất cần những đôi dép kẹp này để chuẩn bị cho chuyến đi biển của mình. Mang dép kẹp vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng cho đôi chân. Và thì bây giờ chúng ta sẽ lựa một đôi thật là ưng ý nhất Diệu Minh nhé. Dép kẹp có cái tên khác thông dụng và dễ thương, flip-flop, lấy từ thanh âm khi mang dép kẹp phát ra. Loại dép này có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại vào năm 4000 trước công nguyên. Ban đầu nó được làm từ giấy cói. Khi số lượng người sử dụng dép này ngày càng nhiều thì người ta dùng nhiều vật liệu khác nhau để làm dép này. Da sống cờ châu Phi, gỗ ở Ấn Độ, trơm rạ ở Nhật Bản. Ở thời hiện đại, các nhà sản xuất làm ra loại dép này từ da, cao su, dệt. Và nhiều người cho rằng nó là một phần không thể thiếu để làm cho các bãi biển trở nên xinh đẹp. Đây có phải là mẫu dép kẹp mà mới nhất của bên mình không? Những mẫu này là những mẫu mặt hàng mới bên em. Và trong thời điểm này thì bên em đã tung ra bộ sưu tập xuân hè 2014. Điểm đặc biệt của những mẫu mới năm 2014 này là như thế nào vậy chị? Trong năm nay thì những cái hạt đá là chủ đạo. Những hạt đá màu xanh, màu cam. Và những cái chất liệu đi rất là thoáng mát. Ví dụ như đôi dép xẹp này chị có thể phối hợp với bộ đồ như hai chị đang mặc, hoặc là mình phối hợp với quần jean đi chơi dạo phố cũng được. Chẳng hạn như cái mặt hàng này nó có những cái hoa văn như đính đá, thổ cẩm, và chất liệu da mình đi rất là êm. Còn những cái mẫu này là dành cho những bạn gái mà thích đơn giản, phù hợp với những cái mẫu sandal trơn và nhiều dây. Những bạn gái nào mà sôi nổi trẻ trung một chút xíu thì có những cái mặt hàng như là vải jean màu sắc. Tiếp theo đó thì bên em có những cái mã như là thổ cẩm, nó sẽ là nhiều màu sắc hơn, nó cũng phù hợp với cái vùng nhiệt đới bên nước của mình. Bên cạnh những đôi mà bạn giới thiệu á, thì nãy giờ Thanh Phương thấy có đôi dép kẹp này là mình có phần đế một tí ha. Thông thường với những cái bạn gái mà có chiều cao khiêm tốn thì thường sẽ rất là ngại trong việc là mang những cái đôi dép xẹp. Tuy nhiên với những cái đôi dép kẹp mà có phần đế như thế này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn. Sau khi hai bạn đã xem và mình đã tư vấn cho hai bạn những cái mẫu dép xẹp và sandal thì hai bạn có lựa được sản phẩm nào ưng ý cho mình không ạ? Để mình lấy size luôn ha. Thanh Phương và Diệu Minh đã lựa chọn được những đôi dép kẹp thật là ưng ý rồi. Chỉ còn thiếu một chiếc nón rộng vành nữa thôi thì sẽ đúng phong cách đi biển. Bây giờ chúng ta sẽ đi lựa chọn thêm một số các nón rộng vành ha Minh ha. Đồng ý, đi. Con người không xác định được rõ ràng về sự ra đời của chiếc nón rộng vành đầu tiên chỉ khi người ta tìm thấy bức tranh tại một ngôi mộ Thebes mô tả về một người đàn ông với chiếc mũ rơm phong cách đã tạo nên làn sóng mở đầu xu hướng sử dụng nón rộng vành. Vào thế kỷ 14-15, nón là một phần không thể thiếu trong bộ trang phục của nam giới. Và mãi đến tận thế kỷ 18, nón rộng vành mới trở thành món đồ thời trang của nữ giới và bắt đầu có những thay đổi đáng kể. Trước đây, chiếc mũ được làm thô sơ từ da động vật hay vỏ cây, thì giai đoạn này được làm từ len mềm, thun lụa, và chiếc nón rộng vành cũng được đa dạng về kiểu dáng. Và nửa đầu thế kỷ 19, phụ nữ bị mê hoặc bởi những chiếc nón rộng vành có trang trí thêm hoa, lông vũ, và kích thước vành nón cũng thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào mái tóc dài hay quấn cao của người đẹp. Không chỉ là món đồ tiện lợi che nắng mưa, nón rộng vành ngày nay là phụ kiện không thể thiếu cho các nàng đam mê thời trang, làm điệu trong những ngày hè trên đường phố bãi biển. Quý vị thân mến, hiện tại thì Thanh Phương và Diệu Minh đang có mặt tại một cửa hàng nón.
Wow, ở đây có rất nhiều những kiểu nón, mẫu mã và màu sắc khác nhau, tha hồ để có thể lựa chọn. Minh ơi, mình đi tham quan một vòng nha. Đi. Bạn có thể giới thiệu một số kiểu dáng của các mẫu nón rộng vành phù hợp với lại xu hướng thời trang mùa hè năm nay không? Hiện tại thì cửa hàng mình đang có rất là nhiều các mẫu vành đi biển hoặc là đi chơi, màu sắc rất là tươi trẻ, rực rỡ. Bạn có thể thử một số mẫu như này là mẫu mới nhất. Chất liệu gửi Savia thân tự nhiên mình phối với giấy cao cấp. Chất liệu này thì mình đổi lên nó nhẹ nhàng. Đi biển đi chơi thì có thể là không thấm nước nữa. Mình áp dụng được với nhiều quần áo, trang phục như là đầm, váy. Ngoài các chất liệu này ra mình còn những cái chất liệu tự nhiên thì đổi lên rất là dễ chịu, nhẹ nhàng. Mình thân thiện với môi trường. Đều là các sản phẩm làm bằng tay, nó rất là sắc sảo và tinh tế. Cái chất liệu này Thanh Phương thấy đẹp nè. Bởi vì nó không có quá mềm. Đẹp lắm. Mẫu này là rất phù hợp cho các buổi tiệc mà chị đi buổi trưa, đi dạo phố ban ngày hoặc là đi mua sắm. Đặc điểm của cái này là chị có thể gấp xếp rất là thoải mái. Vậy là cái chất liệu này mình có thể gấp xếp lại một cách thoải mái luôn và không cần phải sợ là bị hư dáng nó. Cách bảo quản như thế nào vậy chị? Chất liệu này thì nó rất là dễ bảo quản. Khi mà giặt thì mình có thể giặt bằng tay được. Còn khi mà chị đi chơi, đi đâu chị có thể gấp xếp vào túi bình thường được. Nè, nãy giờ mình đã được nghe tư vấn rất là nhiều rồi ha. Mình đã lựa chọn được cho mình một cái chiếc nón rộng vành nào ưng ý chưa? Dạ, mình đã chọn được hai cái rồi. Tí nữa mình sẽ thử cho Phương nhìn nhé. Phương cũng ưng ý được hai cái rồi đó. Bây giờ thì Thanh Phương và Diệu Minh sẽ thử những cái chiếc nón rộng vành mà mình đã ưng ý trước để xem có phù hợp hay không nhé. Nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng.